Đương đại của kênh cây giống nông nghiệp 4.0 xin được giới thiệu về cây giáng hương. Hàng cây giống cây cao từ 80 đến hơn 1 mét rồi nhé. Cây đang tơ mỡ và rất là xanh tươi luôn. Đây từ gốc lên đến thân luôn. Cây rất đẹp, đây là lá nhé. Đương đại sẽ quay cho quý bà con và xem thật kỹ một chút về cái lá của cây giáng hương để quý bà con và quý khách hàng đỡ bị nhầm lẫn với giống cây khác nhé. Cây này có tổng chiều cao tầm khoảng 80 cm. Hiện tại thì nhà vườn Đức Đại có cái hàng cây giống này rất là nhiều nhé, nên là quý bà con có ý định trồng một số lượng lớn thì cứ liên hệ trực tiếp hoặc Zalo cho Đức Đại. Cây giáng hương là cái cây dòng cây cây gọi là cây công trình, cây bóng mát ấy. Có hoa màu hà vàng và trông rất là đẹp. Nếu mà chúng ta trồng để làm bóng mát hoặc là chúng ta ươm để mà làm cho những cây công trình thì chúng ta trồng cái khoảng cách của nó sát lại để làm sao để cho cái cây cây của chúng ta nó có cái độ vươn đấy ạ. Độ thoát thân của cây nó sẽ lớn hơn. Nếu mà chúng ta trồng để mà làm cây bóng mát, làm hàng rào các thứ thì chúng ta trồng khoảng cách của nó từ 5 đến 7 mét. Là cây ưa ánh sáng nha quý bà con nhé. Chúng ta cứ trồng trực tiếp dưới ánh nắng, không cần phải che phủ gì cả. Thời tiết mà của cái khí hậu mà thích hợp để cho cây giáng hương này nó phát triển và nó được tốt nhất ấy, thì nó ưa với cái khí hậu là khô nóng. Đấy, nên là cây này chịu được hạn hán rất là tốt luôn. Cây giáng hương là một cái dòng cây cây công trình, cây bóng mát, cũng là cái dòng cây mà để chúng ta khai thác về cái gỗ lâm sản cũng rất là giá trị. Với cả nữa là cái hoa hoa của cây giáng hương nhìn cũng rất là đẹp mắt. Đức Đại cũng rất thích ngắm những cái hàng cây giáng hương mà được trồng ở ngoài đường hoặc là ngoài trong những cái khu quy hoạch của khu đô thị mới hiện nay ấy. Nhìn trông rất là đẹp. Về cái kỹ thuật trồng và chăm bón ra sao và cái khoảng cách trồng như thế nào và chúng ta trồng trong điều kiện thời tiết ra sao thì quý bà con cũng như quý khách hàng nhé có quan tâm hoặc là có thắc mắc thì vui lòng Zalo hoặc gọi điện thoại trực tiếp đến hai đầu số đang hiển thị trên màn hình. Đức Đại xin được dừng cái video giới thiệu về cây giáng hương tại đây. Chúc quý bà con cũng như là quý khách hàng một luôn luôn có một sức khỏe dồi dào để ủng hộ và quan tâm và ủng hộ đến kênh cây giống nông nghiệp 4.0 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.